Thưa sư, sắc tâm và sắc ý vật có cùng nghĩa hay không? Nếu như sư không sai thì nó cùng nghĩa. Rồi xong. Sư cho con hỏi thân quán niệm xứ thực hành như thế nào? Khi thực hành lâu ngày con sẽ nhận ra điều gì về vô thường, khổ, vô ngã? Nếu như mà quý vị muốn biết về cái cách thực hành thân quán niệm xứ á, nói riêng và tứ niệm xứ nói chung, bắt buộc phải đến các cái khóa thiền ngắn thì một ngày, như là ngày mai chùa Nam Tông có tổ chức khóa tu thiền một ngày, hoặc là khóa 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Tóm lại phải đến cái khóa thiền thì mới được sự hướng dẫn. Chứ còn chúng ta nói như thế này thì nó rất là làm khó nhau, bởi vì vốn dĩ tứ niệm xứ nó là pháp hành. Nó giống như là bây giờ quý vị hỏi hỏi một cái anh võ sư, là bây giờ cái tư thế mà đứng tấn thì là cái tư thế cơ bản nhất, cái tư thế đứng tấn như thế nào là phù hợp, thì buộc lòng cái người võ sư này đó phải đứng ra cho quý vị xem, và bắt quý vị phải đứng ra cho cái vị võ sư này xem để coi quý vị đứng tấn có đúng hay không đó. Rồi cho đến cái chuyện là đấm đá như thế nào, cái sự phát lực như thế nào, tay phải để như thế nào, thì không thể nào mà ngồi đây mà nói chuyện được. Lý luận nó không thể áp dụng cho những trường hợp bắt buộc phải thực hành. Tứ niệm xứ là sự thực hành, chứ tứ niệm xứ không phải là ngồi lý luận ha. Cho nên quý vị muốn được sự hướng dẫn và muốn được sự trải nghiệm một cách đúng đắn về tứ niệm xứ thì quý vị phải đến ở các khóa thiền. Và khi thực hành lâu ngày thì sẽ nhận ra được điều gì về vô thường, khổ, vô ngã? Cũng y chang như vậy. Khi quý vị thực hành tự nhiên quý vị thấy nó là cái chuyện đương nhiên. Giống như một người mà hỏi một cái anh thợ pha cà phê, hỏi là làm sao khi mà tôi uống cà phê mà tôi cảm nhận được cái vị đắng của cà phê? Thì cái anh pha cà phê, anh chỉ có nước là anh pha ly cà phê và anh đưa cho quý vị uống, chứ anh không thể nào mà anh ngồi đó anh rảnh rỗi mà anh mô tả cho quý vị là khi uống như thế này thì sẽ cảm nhận được vị đắng của cà phê. Khi mà nói về sự thực chứng, bắt buộc chúng ta phải thực hành. Quý vị thực hành tự nhiên quý vị thấy, tự nhiên quý vị sẽ thấy cái chuyện đó. Và sư nói như thế này, rất nhiều những vị thiền sư không đồng ý cái chuyện là cái gì ta, kinh pháp online, kinh cái pháp thiền, cái kinh nghiệm thiền mà kinh online. Rất nhiều những cái vị pháp sư không có đồng ý chuyện đó. Xin lỗi, những vị thiền sư không đồng ý chuyện đó. Bởi vì nó có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất á, là cái sự không có gặp mặt trực tiếp, cho nên cái thông tin nhận được rất có giới hạn, và vì đó không thể nắm bắt được hoàn toàn cái người hỏi đó họ có nắm chính xác về cái phương pháp thực hành hay không, và họ đã thực hành đúng hay không, họ đã thực hành tới đâu rồi, họ đã thực hành như thế nào rồi. Rất khó cho vị thiền sư phán đoán và đưa ra câu trả lời chính xác. Cái nguyên nhân thứ hai đó, quý vị tin hay không thì tùy. Cái việc kinh pháp tại chỗ đó, mặt đối mặt đó, quý vị có sự tôn kính pháp, có sự cung kính đối với pháp. Còn khi mà chúng ta trình cái pháp hành online như thế này đó, rất khó để mà có cái sự tôn kính pháp, có sự cung kính pháp, có sự để pháp lên đầu. Mà khi chúng ta không có được cái tâm lý
cái tâm lý mà cung kính pháp á, đặc biệt là với pháp hành, rất khó để mà chúng ta có thể lãnh hội được cái lời nói của vị thiền sư. Rất khó. Cũng một câu nói đó, cũng một câu nói đó, quý vị nghe qua băng đĩa, quý vị thậm chí chat online quý vị nghe, nó khác hoàn toàn với cái chuyện quý vị gặp trực tiếp mà quý vị hỏi. Cũng một câu nói đó. Cái thái độ, chính cái thái độ nó sẽ quyết định chúng ta hưởng được bao nhiêu, hưởng được bao nhiêu. Giống như bây giờ sư mời quý vị uống chai nước, thì quý vị phải có mặt ở đây quý vị mới uống được chai nước này. Còn quý vị thông qua cái màn hình vi tính thì quý vị chỉ có thể là ngồi đó mà đoán mò cái vị của nước này, nó nóng hay nó lạnh, nó ngọt hay nó mặn, hay là nó cái mùi vị nó như thế nào, chỉ có đoán mò thôi ha.